Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 17 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi cho khu dân cư, chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên lấy ý kiến xây dựng luật bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng văn hóa học đường thông qua các câu lạc bộ sở thích. Khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 không có hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn bàn giao nhà cho cư dân đến ở. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số nội dung quan trọng. Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không được phép chăn nuôi, về chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi cụ thể. Định mức hỗ trợ mất việc làm 1 triệu đồng một lao động một tháng, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động trực tiếp tại cơ sở chăn nuôi với kinh phí đào tạo 2 triệu đồng một người một khóa học, hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng một người một ngày và tiền đi lại 200.000 đồng một người một khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú 15 km trở lên. Định mức hỗ trợ chi phí tháo dỡ chuồng trại là 100.000 đồng một mét vuông đối với chuồng trại kiên cố và 50.000 đồng một mét vuông đối với loại hình chuồng trại còn lại. Định mức hỗ trợ vận chuyển đối với các loại gia súc gia cầm là 400.000 đồng một đơn vị vật nuôi. Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay theo hợp đồng vay vốn theo 2 năm đầu, 50% lãi suất vốn vay trong năm thứ 3. Mức vay tùy theo quy mô trang trại và không quá 2 tỷ đồng. Điều kiện để được hỗ trợ là các cơ sở chăn nuôi phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc chuyển nghề hoặc di rời đến địa điểm mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cơ sở chăn nuôi có quy mô ít nhất một đơn vị vật nuôi tương đương 500 kg khối lượng vật nuôi sống. Các cơ sở chăn nuôi di rời đến địa điểm mới thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên có quy mô trang trại và đáp ứng các quy định của pháp luật, có kê khai hoạt động chăn nuôi được Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa điểm mới xác nhận. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc chăn nuôi là rất cần thiết để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, như là khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn đã và đang gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Việc quy hoạch và sớm đưa vào hoạt động các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, đồng thời với việc quy định cụ thể khu vực cấm tuyệt đối việc chăn nuôi, có chính sách cụ thể hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực cấm chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc chuyển nghề hoặc di rời đến khu vực chăn nuôi mới, sẽ góp phần quy hoạch lại vùng chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển nền chăn nuôi hiện đại bền vững, bảo vệ môi trường sống cho khu dân cư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung thêm vào dự thảo nghị quyết này những quy định về hình thức xử lý và mức phạt đối với các hộ chăn nuôi theo quy mô nông hộ không đảm bảo quy định tại các khu dân cư ở khu vực nông thôn theo quy định tại luật chăn nuôi. Các hộ dân kiến nghị lên tỉnh rất nhiều vì các hộ dân hiện nay đang nuôi lợn rồi nuôi bò là mất vệ sinh nhà bên cạnh. Thì bây giờ những gia đình mà quy định là trong nội thị này, nội thành này thì đưa ra khỏi cái khu tập trung. Thế còn vùng nông thôn, vùng xã thì tiếp tục quản lý là những hộ gia đình chăn nuôi này, ở trong các khu dân cư tập trung này, ở các xã thì nếu mất vệ sinh thì phải chính quyền địa phương có biện pháp đình chỉ, không cho hoạt động. Thế là khi là chỉ được hoạt động khi đủ điều kiện. Thế bây giờ căn cứ cái đó thì nếu như mà dân kiện rất nhiều đơn thư thì chuyển đến địa phương đó thì huyện có trách nhiệm cho kiểm tra. Mà kiểm tra mà đúng mất vệ sinh là thì chỉ yêu cầu đình chỉ, phạt mà cấm dừng luôn không hoạt động. Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhất trí với dự thảo quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức tỉnh Hưng Yên và dự thảo quyết định ban hành quy chế quản lý hồ sơ công chức viên chức và người lao động tỉnh Hưng Yên do Sở Nội vụ trình. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15. Sự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi gồm 7 chương 80 điều. Việc sửa đổi bổ sung dự án luật là hoạt động cần thiết nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại bất cập đặt ra trong thực tiễn thực thi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại hội nghị, có 7 ý kiến đóng góp, đó là dự thảo luật cần quy định chặt chẽ hơn về bán hàng đa cấp, bổ sung nghĩa vụ của người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đưa ra và bồi thường cho cá nhân tổ chức kinh doanh nếu có thiệt hại xảy ra từ việc đưa thông tin sai sự thật, quy định cụ thể hơn về việc đảm bảo chất lượng hàng hóa khi giao dịch trên môi trường mạng, bổ sung quy định phân công rõ đầu mối nhiệm vụ cho cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu góp ý, đề xuất xây dựng các dự thảo luật gửi về đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, gửi đến các cơ quan soạn thảo luật của Quốc hội để hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thông qua. Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, huyện Yên Mỹ đã tập trung triển khai và hướng dẫn người dân thực hiện. Số lượng thủ tục hành chính công trực tuyến được giải quyết trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh. Nếu trước đây, lượng thủ tục hành chính công mức độ 3-4 tại huyện Yên Mỹ tương đối thấp thì trong 9 tháng năm 2022, có hơn 9.500 hồ sơ trực tuyến, chiếm 30% tổng số hồ sơ, trong đó mức độ 3 là gần 9.200 hồ sơ, mức độ 4 là hơn 300 hồ sơ. Các lĩnh vực có số lượng hồ sơ trực tuyến cao là tư pháp, đăng ký kinh doanh, tài nguyên môi trường. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Mỹ tập trung tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, phấn đấu đạt ít nhất trên 50% lượng hồ sơ phát sinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên cho các sản phẩm từ sen do Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Tài sản Trí tuệ Việt thực hiện. Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, đất đai màu mỡ, sản vật từ nông nghiệp phong phú đa dạng, có chất lượng cao. Điển hình là các sản phẩm từ sen. Sen Hưng Yên có mùi thơm đặc trưng ngon và bổ dưỡng, được trồng ở thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cử. Việc đăng ký quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên góp phần đảm bảo chất lượng, duy trì danh tính sản phẩm, phát triển nhãn hiệu thành thương hiệu mạnh, tạo điều kiện cho các tổ chức hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm một cách bền vững và hiệu quả. Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thiện bộ hồ sơ trình các cơ quan chức năng cấp phép chứng nhận nhãn hiệu các sản phẩm từ sen Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để các sản phẩm OCOP phát triển đa dạng, nâng cao vị thế và hiệu quả kinh tế thì rất cần sự liên kết, những cách làm hay sáng tạo của các chủ thể cũng như tạo các cơ chế chính sách. Đến nay toàn tỉnh có 140 sản phẩm được xếp hạng công nhận, trong đó có một sản phẩm tiềm năng đề xuất 5 sao, 25 sản phẩm đạt hạng 4 sao, còn lại đạt 3 sao của trên 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Đến nay các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, mẫu mã, bao bì, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc. Qua đó đã nâng cao thương hiệu sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Tuy vậy, để các sản phẩm OCOP phát triển bền vững, tạo sự cạnh tranh, giảm giá thành thì việc liên kết xây dựng cơ sở chế biến là cần thiết. Chưa có một cái gì đấy nó gọi là cái tính liên kết của cái tập thể hợp tác xã trong toàn tỉnh, chứ không phải là tập thể của một vài cá nhân hợp tác xã. Chính vì vậy là tôi đang cũng có một cái ý tưởng nó thành một cái câu lạc bộ, đơn giản nó là như vậy. Thì sau đó thì các hợp tác xã sẽ tự chia sẻ và tự có thể là giúp đỡ nhau tiêu thụ sản phẩm. Góc độ ví dụ tôi đang nói là ví dụ như sản phẩm của nhà hợp tác xã của tôi và hợp tác xã của nhà khác và các hợp tác xã khác nữa, thì các sản phẩm sẽ đan chéo nhau để tiêu thụ giúp đỡ nhau. Đề án của tỉnh là gắn với lại cái du lịch làng nghề. Thì không thể anh đến anh thăm cái gà Đông Tảo ở cái xã Đông Tảo mà có một cái nhà máy chế biến gà tận cụm công nghiệp Dân Tiến hay là khu công nghiệp Phố Nối đâu. Đúng không ạ? Du lịch làng nghề thì là nhà máy phải đặt tại vùng nguyên liệu, gắn liền với làng nghề thì nó mới tôn vinh giá trị truyền thống, nó tôn vinh những cái giá trị sản phẩm OCOP. Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả của từng sản phẩm OCOP gắn với làng nghề và phát triển du lịch, giao lưu văn hóa để tăng sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và du khách trong và ngoài nước. Hiện nay thì Xuân Quan chúng tôi cũng đã đang và sẽ quy hoạch một số cái phần diện tích phù hợp để cho cái việc mà phát triển du lịch đối với làng nghề hoa cây cảnh xã Xuân Quan chúng tôi.
Tuy nhiên là cái nguồn kinh phí và cái cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và đặc biệt cơ chế chính sách của Ủy ban tỉnh đối với làng nghề hoa cây cảnh của xã Xuân Quan chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của Ủy ban tỉnh cho cái cơ chế để cho làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan chúng tôi có thể trong thời gian tiếp theo là vừa sản xuất hoa cây cảnh nhưng mà vừa là phát triển cái du lịch trải nghiệm nông nghiệp đối với làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan. Bên cạnh đó cần xây dựng hệ thống các điểm bán hàng, các điểm dừng nghỉ, các trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh, tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm thường niên nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi liên kết bền vững, đào tạo tư vấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trực tiếp hoặc trực tuyến trên mạng internet cho doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP. Thưa quý vị và các bạn, một yếu tố quan trọng để góp phần hình thành nên môi trường học đường có văn hóa đó là học sinh phải được trải nghiệm, được tạo điều kiện tham gia các câu lạc bộ sở thích về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường để thu hút các em vào những hoạt động lành mạnh. Câu lạc bộ sách và hành động là một trong năm câu lạc bộ sở thích do trường Trung học phổ thông Mỹ Hào thành lập đang hoạt động sôi nổi và hiệu quả, được nhà trường duy trì từ nhiều năm học trở lại đây. Câu lạc bộ là nơi thỏa mãn nhu cầu đọc sách báo để thu nhận kiến thức của các em học sinh trong trường, từ đó học tập những việc làm và hành động ý nghĩa ở trong sách. Với nhiều đầu sách, đa dạng ở các lĩnh vực cùng không gian đọc sách tiện nghi, thoáng mát, cho nên không gian văn hóa đọc này đã thu hút các em học sinh đến đọc sách vào những buổi được nghỉ học, góp phần khích lệ văn hóa đọc trong học đường. Bên cạnh công việc cho mượn sách hàng ngày thì bọn em có tổ chức những hoạt động về giao lưu về sách, bàn luận và để cho mọi người biết nhiều hơn về câu lạc bộ và có hứng thú thêm về những điều hay trong những cuốn sách của mình. Sau khi tham gia câu lạc bộ thì em cảm thấy em yêu sách nhiều hơn và biết được giá trị thực sự mà sách mang đến, nó to lớn hơn những gì mà em tưởng tượng trước đây. Bên cạnh câu lạc bộ sở thích về văn hóa, học sinh trường Trung học phổ thông Mỹ Hào còn được tham gia các câu lạc bộ về văn nghệ, thể thao như câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ nhảy hiện đại, câu lạc bộ tình nguyện. Mỗi câu lạc bộ có từ 20 đến 40 học sinh tham gia. Các câu lạc bộ là những sân chơi bổ ích, nơi các em học sinh được vui chơi, giải trí sau giờ học, vừa sảng khoái về tinh thần và vừa rèn luyện thể chất, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc. Việc xây dựng cái văn hóa học đường là cái một, có thể nói là một cái biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ cái bạo lực học đường. Xây dựng văn hóa học đường là nội dung quan trọng để đổi mới giáo dục toàn diện trong bối cảnh hiện nay. Ở đó, giáo viên, học sinh phải là trung tâm. Chính vì vậy, ngành giáo dục và các nhà trường cần chú trọng đến xây dựng môi trường học đường có văn hóa để đào tạo được các thế hệ học sinh có đạo đức, có lối sống đẹp, tuân thủ pháp luật và tham gia các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Thực hiện cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường tiểu học thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã quan tâm chú trọng đến xây dựng môi trường học đường theo hướng xanh, sạch đẹp, thân thiện. Cuối năm 2021, bằng nguồn kinh phí do một số tổ chức doanh nghiệp ủng hộ tài trợ, trường tiểu học thị trấn Lương Bằng tiến hành chỉnh trang sân trường, trồng thêm cây xanh và hoa cây cảnh, tạo không gian xanh trong nhà trường. Khu nhà vệ sinh của trường cũng mới được cải tạo lại sạch đẹp, đạt chuẩn để các em học sinh cảm thấy thoải mái khi đi vệ sinh tại trường. Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng thư viện thân thiện với không gian đọc sách được thiết kế thoáng đãng, sắp xếp khoa học và ngăn nắp đã tạo được sự hứng thú đọc sách trong các em học sinh. Các phòng học bộ môn như phòng mỹ thuật cũng được làm mới, trang trí đẹp mắt, giúp khơi gợi tính sáng tạo của học sinh. Trường tiểu học thị trấn Lương Bằng có gần 1.400 học sinh ở 32 lớp học. Phương châm của nhà trường là làm cho học sinh cảm thấy yêu thích ngôi trường của mình, để các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Trong ngày 15 và 16 tháng 10, tại sân vận động thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 năm 2022. Tham gia giải có 8 đoàn thể thao đại diện cho 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với gần 100 vận động viên. Giải điền kinh được tổ chức với 4 môn thể thao gồm nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ và chạy bộ với tổng số 21 nội dung thi đấu. Đây là một trong 15 môn thể thao chính thức được tổ chức thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh. Sau 2 ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao 21 bộ huy chương ở 21 nội dung thi đấu cho các vận động viên tham gia giải. Giải toàn đoàn, giải nhất đã thuộc về đội tuyển của thị xã Mỹ Hào. Giải nhì thuộc về huyện Văn Giang và đồng giải ba là hai huyện Ân Thi và thành phố Hưng Yên.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Không có bất cứ thiết bị phòng cháy chữa cháy, thế nhưng vẫn bàn giao nhà cho người dân để ở. Đây là thực trạng đã diễn ra nhiều năm nay tại khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Đây là khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại khu nhà ở Phúc Hưng vốn đối đầu tư. Dù các cư dân đã về ở hơn 3 năm nay, nhưng cả 4 tòa nhà cao tầng với hơn 1.000 cư dân sinh sống, nhưng hệ thống phòng cháy vẫn chưa được trang bị bất cứ thiết bị gì. Đơn giản nhất như bể chứa nước cũng không có, không có họng nước chờ. Bên trong không có hệ thống cảnh báo và các hộp đựng bình chữa cháy thì vẫn trống không. Người dân thì luôn trong tình trạng vừa ở vừa lo lắng. Được biết, chủ đầu tư đã 2 lần bị xử phạt hành chính với số tiền 87 triệu đồng và yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống phòng chữa cháy, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn, đối tượng phạm tội chủ yếu là những đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, có tiền án tiền sự, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Trong đó có nhiều vụ việc do thanh thiếu niên, người tỉnh ngoài, người lao động ở các tỉnh miền núi gây ra, khiến cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng chức năng gặp khó khăn. Thời gian vừa qua, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Mai, thôn Hùng Chỉ, xã Lạc Đạo vô cùng hoang mang khi trong một đêm mất 2 chiếc xe máy, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Sáng dậy thấy 2 chiếc xe buổi tối mình để thì đã không còn ở sân, thì cửa cổng thì bị mở. Tối thường thường nhà em vẫn khóa cổng bình thường nhưng mà xe của em thì không khóa cổ. Còn đây là chiếc xe SH của gia đình anh Đàm Văn Hùng, thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo. May mắn đã được lực lượng công an huyện Văn Lâm nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp và tìm lại được. Trước đó vào tối ngày 12 tháng 8, do gia đình sơ suất, chủ quan vẫn cắm chìa khóa trên 2 chiếc xe máy và đi ngủ. Vì vậy, kẻ gian đã đột nhập, cắt khóa cổng, thậm chí bịt camera để lấy trộm 2 xe của gia đình với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Gia đình rất là cũng là chủ quan hôm đó vì cũng nghĩ là bình thường như mọi khi, là thường thường những người ta nó hay đi soi xét qua mương, theo đường mương này thì chó cắn thì cũng không để ý đến lắm, thế nó cũng chủ quan. Thế đâu sau đến sáng thì bắt đầu là 6 giờ sáng dậy thì thấy mất xe. Về tình hình an ninh tự là do phân bố của địa bàn xã và phức tạp của tạm trú trên địa bàn. Do vậy, công tác quản lý về an ninh trật tự của lực lượng công an xã gặp rất nhiều khó khăn. Qua trình báo của người bị hại thì nhiều công dân là để nguyên cả xe máy ở cửa hiệu thuốc ở trên cánh đồng và cắm cả chìa khóa ở khóa điện và mua thuốc ở số nằm đồng, dẫn tới là đối tượng là lợi dụng cái việc đó và đến hành trộm cắp tài sản. Còn đây là Nguyễn Văn Hùng, hộ khẩu thường trú tỉnh Nam Định, một trong 3 đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Văn Lâm trong thời gian vừa qua. Đối tượng Hùng năm nay mới 18 tuổi. Theo lời rủ rê của đối tượng cầm đầu Phạm Tuấn Ánh ở Gia Lâm, Hà Nội, đã trở thành đồng phạm trộm cắp tài sản. Anh có gọi điện cho anh Thành bảo ra đi làm. Em hiểu ý anh Ánh thì rủ em và anh Thành đi trộm cắp tài sản. Em với anh Thành ra ngoài khu trọ thì đã thấy anh Ánh đứng ở ngoài đợi sẵn. Phải đánh giá là người dân cũng lơ là, mất cảnh giác, không có cái ý thức cao để bảo vệ cái tài sản của mình, nên để thường là hớ hênh rồi sao nhãng đi thì các đối tượng đã lợi dụng cái sở đấy để thực hiện hành vi vi phạm. Theo thống kê của công an huyện Văn Lâm, trong 9 tháng đầu năm đã khởi tố 80 vụ, 176 bị can, trong đó 35 vụ, 108 bị can về trật tự xã hội, bao gồm tội trộm cắp tài sản, cướp giật, đánh bạc. Phần lớn các đối tượng đều là thanh niên ngoại tỉnh, không nghề nghiệp ổn định, chơi bời lêu lổng, nghiện ma túy, sẵn sàng thực hiện các hành vi phạm pháp để có tiền ăn chơi. Đường DH23 từ xã Yên Phú đi xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã xuống cấp trong thời gian dài, không chỉ gây khó khăn cho việc sinh hoạt đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tuyến đường DH23 đã xuống cấp trong thời gian dài, dù đã nhiều lần được sửa chữa, san lấp nhưng chỉ được thời gian ngắn do lưu lượng xe tải trọng lớn đông. Mặt đường gồ ghề xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu, ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì úng ngập, khiến cho việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, tại tuyến đường này còn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn tử nạn. Mới đây, một nữ sinh khi tham gia giao thông tại đây do đường gồ ghề đã bị ngã, sau đó va chạm với xe ô tô và tử vong tại chỗ.
Được biết huyện Yên Mỹ đã phê duyệt dự án làm mới đường DH23, dự kiến triển khai trong năm 2022. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Và ngay sau đây là phần tin quốc tế.